Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh review của ship.vn. Video này mà các bạn cùng chúng tôi kiểm tra một kiện hàng của một vị khách đã nhờ ship.vn mua trên một website của Mỹ. Hôm nay kiện hàng nó đã về đến Việt Nam. Bây giờ chúng tôi sẽ thực hiện kiểm tra kiện hàng. Trong quá trình kiểm tra thì ship.vn có quay lại cho bạn nào quan tâm tới cái sản phẩm này. Các bạn sẽ có được những cái video quay rất là thực tế. Đây là một số kênh thông tin của ship.vn. Video này mà các bạn cùng ship.vn sẽ cùng kiểm tra một kiện hàng, một mẫu mắt kính đến từ thương hiệu Oakley đã được ship.vn mua tại một sào lầu uy tín tại Mỹ và ship tới văn phòng của ship.vn tại Mỹ ở bang Oregon mà dịch vụ USPS. Ở phía dưới đây chính là số tracking của kiện hàng này, và số tracking này sẽ luôn được ship.vn cập nhật qua email cho khách hàng. Khách hàng đặt mua trực tuyến trên website, các bạn có thể copy số tracking này dán vào trang chủ của đơn vị vận chuyển để có thể theo dõi kiện hàng của mình. Kiện hàng này đã mất khoảng hơn 3 tuần để về đến Việt Nam. Bây giờ mình sẽ tiến hành kiểm tra một sản phẩm cũng như là cho các bạn có những cái góc quay thực tế nhất về một sản phẩm ngày hôm nay. Thì mẫu này thì mình nhận thấy là lần này họ đóng gói nó, các bạn có thể thấy đó, nó hơi xấu một chút xíu ha. Bỏ hộp bị móp do ảnh hưởng của hàng hóa nó chồng chất chồng lên nhau á. Rồi, tạm thời mình sẽ đeo bao tay vào để bảo đảm cho sản phẩm của chúng ta sẽ không bị bám bồ hôi tay gây mất thẩm mỹ. Đây là chính là hóa đơn của seller nha các bạn. Đây, có những cái thông tin về seller mình để một bên ha. Đầu tiên mình sẽ giới thiệu sơ một chút xíu về thương hiệu Oakley cho những người nào chưa biết. Thì Oakley được thành lập vào năm 1975 và được mua lại vào năm 2007. Đây là một trong những cái thương hiệu thiết kế sản phẩm thể thao hàng đầu thế giới, được các vận động viên đẳng cấp thế giới lựa chọn để thi đấu ở cấp độ cao nhất có thể. Họ nắm giữ hơn 850 bằng sáng chế. Oakley cũng được biết đến với các công nghệ ống kính sáng tạo, bao gồm ống kính Rhizome. Và Oakley mở rộng vị thế của mình như một cái thương hiệu kính mắt thể thao và ngành may mặc phụ kiện nè, và các dòng sản phẩm dành cho cả nam và nữ, thu hút được rất là nhiều người dùng phong cách năng động và có tinh thần thể thao. Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2018, tập đoàn đã vận hành 361 cửa hàng Oakley trên toàn thế giới, trong đó thì bao gồm 81 địa điểm nhượng quyền. Rồi, đó là vài cái thông tin tổng quan về thương hiệu này nha. Và trên hộp chúng ta sẽ thấy một chiếc tem nè, sẽ thấy mã là sẽ là OO9369, mã màu sẽ là 036906 nè. Đó, các bạn có thể đánh chính xác mã sản phẩm này vào trang chủ của ship.vn để có thể tìm mua sản phẩm này với giá tốt nhất nhé. Còn phía dưới thông số kỹ thuật chúng ta sẽ có là 57 là độ rộng kính nha các bạn, 1379 là chiều dài càng kính nha. Và chúng ta sẽ có đây công nghệ Rhizome Stun Tem. Rồi, và những cái thông tin chúng ta có được chiếc tem này. Còn bây giờ mình sẽ mở hộp ra nha. Đây, đeo tay thì hơi trơn một chút xíu, hơi khó mở. Bên trong chúng ta sẽ vẫn thấy một chiếc túi du lịch đựng mẫu mặt kính của chúng ta nè, như mặt kính của chúng ta trong đây nhé. Và một sách hướng dẫn sử dụng của Oakley cũng tương đối mỏng thôi, rất là đơn giản. Đây, chiếc túi này thì mình thấy nó hơi khác mọi khi một chút xíu ha, nó lớn hơn nè. Cùng với đó chúng ta sẽ thấy một cái đây là cái thiết kế chúng ta có thể lấy ra hai đọc. Đây, lấy từ đường này cũng được, hoặc chúng ta cũng có thể lấy ngang, mở nắp như thế này cũng được luôn. Không, cái phần này là chúng ta sẽ có cái phần để càng kính, thì ra nó khác, là khác ở điểm này nè các bạn. Chúng ta sẽ được tặng kèm thêm một cặp càng kính như thế này. Các bạn có thể thấy nè, rất là đẹp luôn, vẫn còn mới 100% nha các bạn. Mình sẽ nhét vô lại ha, mình để đây đi cho các bạn có thể thấy. Rồi, còn nhân vật chính của chúng ta sẽ ngăn này sẽ nằm vào một cái ngăn riêng ở đây. Mình sẽ lấy ra ngay đây. Chúng ta sẽ có thêm một cái phụ kiện đệm mũi để chúng ta có thể dễ dàng thay được nè các bạn. Đó, hai kích thước của hai miếng đệm mũi này khác nhau nha các bạn. Đó, chúng ta có thể tùy chỉnh theo cái gương mặt của mình để có thể nó tăng cái độ bám lên. Đây chính là nhân vật chính của chúng ta, rất là đẹp luôn, vẫn còn mới 100% nè. Và Oakley họ bảo vệ hai chiếc càng kính này rất là đơn giản thôi, bằng một lớp ni lông rất là mỏng bọc một bên càng kính như thế này, giống như mọi khi. Đầu tiên mình sẽ chia sẻ lại về tên của mẫu sản phẩm ngày hôm nay sẽ là Oakley Cross Ranger R Tortoise Men's Glass, một mẫu kính mắt dành cho nam giới nè, với bộ sưu tập là Cross Ranger của Oakley. Và mã của sản phẩm này mình xin nhắc lại một lần nữa ha, nó ngắn gọn hơn, sẽ là OO9369-06, chỉ đơn giản thôi. Và các bạn có thể đánh vào trang chủ của ship.vn và tìm mua sản phẩm này với cái mức giá cực kỳ ưu đãi luôn. Về độ rộng kính trên mẫu này sẽ là 57mm nè. Ở cuối mỗi trang sản phẩm mắt kính tại trang web của ship.vn thì đều có link hướng dẫn cho các bạn chọn size kính phù hợp với gương mặt của mình. Tuy nhiên thì trong thực tế các bạn cần phải chú ý hơn về hình dạng khuôn mặt nha, cũng như chi tiết hai bên thái dương. Điều này cực kỳ quan trọng luôn, nó giúp cho các bạn vừa chọn được một mẫu mắt kính hợp gu thời trang, vừa mang lại cái trải nghiệm đeo nó phải thoải mái nhất nữa.
và Oakley họ trang bị cho sản phẩm của mình cái trồng kính công nghệ Rhizome. Độc quyền của Oakley được thiết kế để tăng cường cái màu sắc và độ tương phản để bạn có thể xem chi tiết hơn nè. Ống kính Rhizome thì nó tăng cường đáng kể chi tiết để cải thiện hiệu suất và cung cấp điều chỉnh màu cực kỳ chính xác, được thiết kế cho các môi trường cụ thể. Và bên cạnh đó thì mặt kính Sapphire, chúng ta sẽ có cái lớp tráng sapphire đây, nó bong bóng rồi các bạn. Nó sẽ có cái lớp tráng sapphire mỏng ha, hỗ trợ chống trầy hiệu quả hơn, giúp mẫu kính giữ được cái vẻ đẹp lâu dài hơn. Và ngoài ra trên sản phẩm này chúng ta cũng sẽ được phủ một cái lớp polarize đây, họ có tích tiêu chữ B nè các bạn. Chúng ta sẽ có thêm một cái lớp phủ polarize. Thì đây là lớp phủ phân cực và cái ống kính phân cực sẽ làm giảm đáng kể cái độ sáng của các bề mặt sáng bóng như là storm nè, hoặc là các khối nước lớn. Trong kính phân cực sẽ làm giảm phản xạ và tăng cường cái độ tương phản nữa, cải thiện rõ ràng thị giác hơn và giảm căng thẳng mắt cho chúng ta rất là nhiều. Thì đây là một cái kính khá là đa dụng ha các bạn, có thể sử dụng được trong cái trường hợp đi đường hoặc là các bạn có thể chơi thể thao, nó sẽ mang lại hiệu quả tối ưu hơn. Và Oakley thì họ chuyên về kính thể thao cho nên những cái trồng kính như thế này sẽ được sử dụng rất là nhiều. Đây công nghệ ống kính Rhizome nè, rồi phủ polarize nè các bạn. Và đây trên phía trên phần ống kính chúng ta sẽ thấy là tên của công nghệ ống kính Rhizome sẽ được khắc ngay trên đây luôn. Thông thường thì mình thấy là họ có khắc luôn cả chữ P lên trên đây nữa, nhưng tuy nhiên thì mẫu này mình không thấy họ khắc. Chúng ta sẽ thấy là thường sẽ có polarize, chúng ta sẽ thấy là Rhizome thêm logo chữ P kế bên nữa. Rồi tiếp tục nói về phần màu trồng kính thì chúng ta sẽ thấy ở đây sẽ có một cái màu nâu cơ bản, màu nâu trà ha các bạn ha. Cầu kính sẽ là 17mm nè, đây là chỉ cầu kính của chúng ta. Chiều rộng thông thường của cầu kính sẽ là từ 12 đến 26mm. Và thông số đo của cầu kính là khoảng cách giữa các mặt kính. Đó, chúng ta sẽ tính điểm kính này, tính điểm kính này sẽ là 17mm. Can kính sẽ là 137mm nè. Hầu hết kính râm và kính mắt thì đều có số đo kích thước được in ở bên trong càng kính bên trái. Và tương tự như trên mẫu này chúng ta sẽ có đây. Rất là đơn giản, OO9369-0657 nè các bạn. Thông số kỹ thuật sẽ là 57-17-137 ha. Ở phần càng kính còn lại các bạn có thể thấy là chúng ta không còn thấy được cái logo màu đỏ của Oakley nữa ha. Thông thường chúng ta sẽ thấy một chiếc tắt màu đỏ ở đây, đó là chữ USA, là mẫu này mình không thấy họ trang bị nữa. Rồi tiếp tục nói về phần dạng khung, thì dạng khung ở đây chúng ta sẽ thấy ngay cái này là dạng khung vuông. Và đối với kiểu kính dạng vuông nó sẽ cực kỳ phù hợp với những bạn có khuôn mặt tròn nè, nó giúp tôn dáng khuôn mặt và làm cho gương mặt của bạn trở nên cân đối, thanh thoát hơn rất là nhiều. Màu khung ở đây chúng ta sẽ thấy ngay luôn đó là màu to thoáng, là màu đồi môi. Và cái phần khung chúng ta sẽ thấy là nó được làm bằng cái chế tác nhám nè các bạn, đó nhám mờ cho nên là khó thấy được cái phần đồi môi hơn. Đó, để chúng ta nhìn qua bên đây phần càng kính nè, chi tiết nó sẽ rõ hơn. Còn cái phần làm mờ này mặc dù họ nói đây là cái tông màu thoi đồi mồi nhưng mà mình thấy nó được làm mờ rồi, hầu như không thấy được cái vân nữa rồi, nó chỉ là màu nâu thôi. Rồi chất liệu khung ở đây sẽ vẫn là nhựa Omester, đây là loại vật liệu nhựa ni lông có nguồn công thức và thành phần đặc biệt. Chất liệu này ra mắt lần đầu tiên và độc quyền bởi thương hiệu Oakley với nhiều đặc tính vượt trội. Kể từ lần đầu tiên ra mắt năm 2012 cho đến nay thì rất là nhiều mẫu mắt kính Omester được giới thiệu và được rất là nhiều người dùng yêu thích. Chất liệu Omester nó có đặc tính là bền gấp 2 lần nhựa acetate, chịu được cả nóng và lạnh luôn mà không bị giòn nên khó có khả năng bị gãy hay là hư hỏng. Thêm vào đó thì Omester có tính dẻo khiến nó rất là linh hoạt nè, dễ điều chỉnh gọng kính cho phù hợp nhất với gương mặt của bạn. Và đặc biệt Omester nhẹ hơn các loại nhựa thông thường 3 đến 4 lần và nhẹ hơn cả nhựa acetate đến 25%. Đồng thời bề mặt nhựa không quá cứng, nhờ vậy nó cho cái cảm giác đeo rất là thoải mái luôn. Ngoài ra bên cạnh đó mình cũng nhấn mạnh thêm về cái phần đệm mũi này ha các bạn ha. Đây sẽ là một miếng đệm mũi Unostanium. Thì theo hãng thì họ nói cái phần đệm mũi này nè, khi chúng ta ra mồ hôi, càng ra mồ hôi nó càng thấm và nó trở nên bám hơn rất là nhiều luôn. Đó, điều đó thì nó sẽ giúp giữ chặt cái chiếc mắt kính chúng ta rất là an toàn trên gương mặt của mình, mà chúng ta có thể dễ dàng hoạt động mạnh cũng như là chơi thể thao một cách rất là tự tin. Đây, phần dưới của càng kính chúng ta thấy là phần bám vào tay của chúng ta nè, đây sẽ là phần nó gác lên tay của mình và cũng được phủ cái lớp này luôn, cao su Unostanium. Với cái công nghệ này thì chắc chắn là mẫu kính của chúng ta sẽ rất là ôm nè các bạn. Form của mẫu kính cũng sẽ khá là ôm. Đây phần cong của phần top 3 nè, các bạn có thấy không? Phần càng kính sẽ rất là ôm nè, cùng với đó là kết hợp với hai cái phần đệm mũi và cái phần lót tai này đây. Đó, nó tăng cái độ bám hầu như là tối đa, giúp cho chiếc kính rất là an toàn trên gương mặt của chúng ta thì chúng ta hoạt động mạnh. Về phần phía bên ngoài càng kính các bạn có thể thấy đây là một cái thiết kế khá là góc cạnh cùng với các đường viền nè, nhẫn rất là đẹp luôn. Đó, logo Oakley hình chữ O rất là lớn, tăng cái độ nhận diện thương hiệu hầu như là tối đa ở mọi góc nhìn cho mẫu mắt kính của chúng ta rồi.
thiết kế càng kính thì nhìn khá là hồng hố nè, cũng rất là ngầu luôn, mang cái tính phong cách thể thao rất là mạnh. Nhìn vào chúng ta sẽ thấy ngay. Ngoài ra chúng ta còn có tự tặng thêm một chiếc cặp càng kính dự phòng nữa ha các bạn ha. Đó, các bạn có thể thấy nè. Rồi, cái này thì mình muốn lấy ra thì mình phải xé bình ni lông, tuy nhiên thì mình không muốn điều này. Đó, mình để từ tay khách hàng có thể tự mở ha. Rồi, đây là phần kèm mũi lúc nãy mình có nói nè, chúng ta sẽ có thể dễ dàng thay thế để vừa bằng với khuôn mặt của mình, để fit cho nó vừa tầm nhất ha. Rồi, qua các góc quay các bạn có thể thấy là sản phẩm ngày hôm nay của chúng ta thì vẫn còn mới 100%, không hề có dấu hiệu cấn, móp hay trầy xước phía trên phần khung, ống kính cũng như hai bên càng kính. Đó, các chi tiết còn cực kỳ hoàn hảo luôn, khớp kính thì còn rất là chắc chắn luôn nha các bạn, rất chắc chắn. Đó, cả hai bên luôn, khớp kính rất chắc chắn. Và đó cũng là một số góc quay thực tế cũng như là một số chia sẻ của exip.vn. Nhưng mà nào đang quan tâm đến mẫu mắt kính của Oakley này, hiện tại tại exip.vn đang có rất là nhiều mẫu mã mắt kính với nhiều kiểu dáng, màu sắc cũng như là giá thành khác nhau đến từ nhiều thương hiệu. Đến exip.vn thì các bạn có thể hoàn toàn yên tâm, các sản phẩm sẽ luôn là hàng chính hãng với nguồn gốc rõ ràng, và cam kết các sản phẩm tại exip.vn sẽ luôn có giá thành cạnh tranh hơn so với thị trường. Cảm ơn các bạn đã xem video, xin chào và hẹn gặp các bạn ở các video tiếp theo.